Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Mắc phải căn bệnh kỳ lạ, bé gái có chiều cao vượt trội giúp em trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, kéo theo đó cũng là một loạt bi kịch của cuộc đời. Yang Jinlian sinh ngày 25 tháng 6 năm 1964 tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Thời điểm đó, Jinlian chỉ là một cô gái bình thường sinh ra trong gia đình bình thường như bao ngôi nhà khác. Tuy nhiên khi lớn lên, Jinlian đã mắc phải một căn bệnh khiến cô bé cao lớn hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí còn cao hơn cả Yao Ming, siêu sao bóng rổ từng được mệnh danh là người đàn ông cao nhất Trung Quốc. Những tưởng việc cao lớn sẽ giúp cho Jinlian có nhiều lợi thế, nhưng thực chất cuộc đời cô bé lại đầy rẫy những bi kịch chỉ vì chiều cao nổi bật của mình. Khi mới 5 tuổi, Jinlian đã bắt đầu phát triển chiều cao vượt bậc. Cô bé cao hơn khoảng 10cm so với những bạn bè cùng trang lứa. Khi đến tuổi dậy thì, Jinlian đã cao 2,48m và nặng gần 50kg. Bàn tay của Jinlian dài tới 25,5cm và bàn chân dài 35,5cm. Chiều cao của Jinlian tăng tốc với tốc độ đáng báo động, không thể kiểm soát, khiến bố mẹ của cô bé bắt đầu lo lắng. Vì quá cao, Jinlian nhận được rất nhiều sự chú ý, bởi đi đâu cũng cao lớn nổi bật. Nhờ chiều cao cộng với lợi thế bàn tay và bàn chân dài, Jinlian đã được nhận vào đội bóng rổ quốc gia để tập luyện. Từ đó, Jinlian bắt đầu nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn bóng rổ, cố gắng tập luyện để được thi đấu. Trong các bài kiểm tra, Jinlian luôn đạt được thành tích tốt hơn hẳn so với những đồng đội khác. Nhiều người tin rằng Jinlian chắc chắn sẽ có được một tương lai tươi sáng và thành công trong tương lai. Tuy nhiên trong thực tế, cuộc sống của Jinlian không được suôn sẻ và thành công như nhiều người suy đoán. Vì thân hình khổng lồ, Jinlian gặp rất nhiều khó khăn. Cô bé không tìm được bất cứ bộ quần áo hay giày dép nào phù hợp với bản thân mình. Tất cả trang phục phải được may riêng. Jinlian cũng có chế độ ăn vô cùng đặc biệt hơn rất nhiều so với người bình thường, khiến gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền và nhà nước, Jinlian và bố mẹ mới đỡ được phần nào gánh nặng. Bên cạnh đó, Jinlian cũng bị nhiều người chê cười và chế giễu vì chiều cao quá khổ của mình. Trong khi được những người bên cạnh ngưỡng mộ, Jinlian lại luôn tự thấy hổ thẹn và ngại ngùng vì bị phân biệt đối xử. Suốt một thời gian dài, cô bé luôn cảm thấy tự ti và áp lực trong cuộc sống. Sau một quá trình tập luyện bóng rổ, Jinlian bắt đầu có những dấu hiệu sa sút sức khỏe, như là chân tay thì ngày càng yếu đi và không có lực, mệt mỏi với việc tập luyện và cơ thể cảm thấy đau đớn. Sau đó, bố mẹ đã đưa Jinlian tới bệnh viện kiểm tra. Tại đây, cô bé được xác nhận đã mắc căn bệnh khổng lồ. Thực chất, Jinlian đã có một khối u lớn trong não ngay từ lúc sinh ra. Khối u này chèn ép lên tuyến yên, ảnh hưởng đến việc tiết ra hormone tăng trưởng. Sự tồn tại của khối u này chính là lý do khiến Jinlian bị rối loạn hormone tăng trưởng, từ đó phát triển chiều cao bất thường so với những người khác. Bên cạnh đó, do quá cao nên Jinlian cũng mắc bệnh vẹo cột sống và bệnh tiểu đường. Jinlian đã mất nhiều năm điều trị trong bệnh viện, nhưng kỳ tích đã không đến với cô gái lạc quan này. Năm 18 tuổi, khối u trong não đã bị chảy máu, chèn ép lên dây thần kinh dẫn tới cái chết của Jinlian. Thời điểm qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 1982, chiều cao của Jinlian được xác nhận là 2,46m. Nổi tiếng là một trong những người cao nhất thế giới, nhưng Jinlian gần như không được hưởng cuộc sống vui vẻ trọn vẹn tới cuối đời, để lại nhiều niềm thương tiếc cho gia đình và những người quan tâm cô bé. Trước khi qua đời, Jinlian đã nói ý nguyện với bố mẹ rằng: "Tôi hy vọng sau khi tôi rời đi, tôi vẫn để lại điều gì đó cho thế giới." Do đó, bố mẹ của Jinlian đã quyết định không chôn cất cô con gái như truyền thông địa phương. Thi thể của Jinlian được đưa vào Đại học Y Hồ Nam Trung Quốc để các chuyên gia y tế tiến hành giải phẫu và nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp chữa trị cho những bệnh nhân gặp tình trạng tương tự.
Điều đó cũng có nghĩa là thi thể của Xin Lian đã không được chôn cất suốt 38 năm qua để phục vụ cho mục đích y học.